Điệp khúc chờ đợi, chờ đợi và chờ đợi. Chờ đợi cái bác vào kênh. Xin chào tất cả các bác, chào tất cả mọi người. Chào mừng các bác và mọi người quay trở lại kênh YouTube CCTV Vlog, kênh mới nhất của Hoàng Zone Trang Trang TV. Mong rằng các bác tích cực ủng hộ bằng cách rằng là đăng ký kênh, nhấn like video nha. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Đây là kênh mới nhất và đây là buổi phát sóng trực tiếp, tức là buổi livestream từ thủ đô Hà Nội, nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, độc lập, tự do, hạnh phúc. Cảm ơn các bác rất nhiều. Trở lại có một số bác đã xuất hiện đây rồi. Đầu tiên chúng ta cứ chào hỏi nhau cái trước đã nhỉ. Vâng, chào bác Phong Võ, chào bác Thủy Trần, chào bác Đinh Ngọc Lâm, chào bác Quân Pha, chào bác Thăng Lâm, chào bác Hồng Đại. Vâng, chào bác Nhật Sai. Cảm ơn các bác rất nhiều. Bác Đinh Ngọc Lâm thì vụ Vạn Thịnh Phát thế nào rồi bạn? Thế thì vụ Vạn Thịnh Phát thì tôi chỉ tiếc một cái điều rằng là không livestream trực tuyến phiên tòa. Thế nhưng mà cái buổi này là cũng là phát triển, có thể nói rằng là ý là cái buổi này cũng là cái buổi mà được tường thuật là tương đối chi tiết, tức là tòa cũng không cấm ghi âm ghi hình. Tòa thì cũng không cấm ghi âm ghi hình. Vâng. Cho nên rằng là mình vẫn được cập nhật rất là đầy đủ và cũng khá là chi tiết. Báo chí thì được tác nghiệp một cách tương đối là thoải mái. Trong quá trình phiên tòa thì chúng ta cũng không thấy cái tình trạng là cái tình trạng ví dụ như là tình trạng ví dụ như là cái tình trạng gọi là bị mất sóng kiểu kiểu gì đấy, kiểu như là mất hình mất tiếng. Đúng không? Nhưng kênh như Hoàng Dương cực kỳ hiếm nên luôn xem ủng hộ kênh. Dạ vâng, cảm ơn bác Thủy Trần rất là nhiều nha. Đó. Chào bác Lâm Nguyễn. Thì như thường, như bình thường thì tất cả những buổi livestream trực tiếp thì đều là cái tương tác giữa tôi và các bác. Cho nên là các bác cứ có vấn đề gì các bác hỏi hoặc là các bác muốn trao đổi thì chúng ta sẽ cùng đưa ra thảo luận ý kiến với cái mục đích và với cái tôn chỉ của kênh là sự thật, đúng không? Niềm tin và cố gắng lan tỏa những cái điều tốt đẹp. Và chúng ta cũng cố gắng để mà có những cái giải pháp, cố gắng để có những cái giải pháp đó. Cảm ơn các bác rất là nhiều. Vâng, chào bác Minh Hoàng, bác Tuấn Hoàng có cái áo lạnh mặc ngoài vậy em? Vâng, tôi chỉ có cái áo thôi. À, trước đây các bác thấy một cái áo đen đúng không? Thấy một cái áo đen thì cái áo đen đấy tôi mặc suốt mấy năm trời, và thực tế là tôi cũng chỉ có một số cái áo lạnh thôi. À, bây giờ mà cởi ra thì hơi thì lạnh, mà mặc vào thì hơi nóng, thì mình cũng hơi cũng ốm, cho nên là mình cứ mặc áo lạnh cho nó chắc. Bác Đinh Ngọc Lâm khoảng bao nhiêu tiền thì vào khung cao nhất hả bác? À, xin thưa bác Đinh Ngọc Lâm thì quy định thì trên 5 tỷ, như là trên 5 tỷ gì đó thì đó là vào cái khung cao nhất rồi, tức là chung thân và tử hình rồi. Chung thân và tử hình rồi. Nhưng mà xin thưa các bác rằng là nó còn xét theo nhiều yếu tố chứ không chỉ là chỉ có một yếu tố là cứ thế mà thẳng băng ra. Bác Thông Võ này, sao những kênh làm bài tin nội chính như anh sao không được bảo vệ nhỉ? Thế xin thưa bác Thông Võ thế này, tôi không biết các bác khác làm kênh thế nào nhé. Vâng, chào bác Thiện Trần, Đường Hương Vĩnh Phúc. Tôi xin thưa các bác Thông Võ thế này, là chúng ta phải rất là cẩn trọng. Tôi không phải tự nhiên mà tôi lập kênh. Cái này tôi cũng đã chia sẻ nhiều lần với các bác ở trên kênh là từ cách đây là gần 4 năm rồi.
chứ không phải là mới đó. Tức là khi mình làm kênh thì tôi đã phải suy nghĩ rất kỹ, đấy, không phải là mình cứ đăng ký một cái YouTube rồi sau đó là mình lên mình cứ nói lung ta lung tung rồi thích gì nói đấy, mà mình phải nghiên cứu rất kỹ. Tức là nghiên cứu cả luật an ninh mạng, đang nghiên cứu tất cả từ hiến pháp cho tới những cái vấn đề liên quan đến ngôn luận. Thì tôi muốn rút ra một cái kinh nghiệm rằng là mình được tự do ngôn luận nhưng mà mình không được lộng ngôn. Và đây không phải là chỉ có một mình nước chúng ta mà là rất nhiều nước trên thế giới thì cũng đều như vậy cả. Tự do ngôn luận nhưng không được lộng ngôn. Lộng ngôn tức là chúng ta gọi rằng là vi phạm pháp luật. Và tất nhiên trong quá trình tìm hiểu và làm kênh thì càng ngày càng vỡ ra nhiều thứ. Nhưng mà có vẻ như là nhiều bác thì không nắm được cái chỗ này, hoặc là không đầu tư đủ cái công sức để nghiên cứu những cái vấn đề đó. Cho nên nhiều khi á, làm nội chính thì tôi cũng chia sẻ với các bác rất nhiều lần. Người khác tham mô hàng nghìn lần, họ có thể không bị sao cả. Thế nhưng mà mình mà chỉ cần sai lầm có một một xíu nhỏ thôi là mình đứt trước. Là bởi vì tại sao? Là bởi vì mình động chạm vào những cái miếng bánh, những cái mà họ xin thưa với các bác là miếng bánh rồi là những cái lợi ích, chúng ta gọi chung là những cái lợi ích của họ, kể cả vật chất lẫn phi vật chất. Cho nên khi mình làm kênh thì thật sự là mình phải suy nghĩ từng lời của mình đưa ra ấy, là nó phải thực sự cẩn trọng. Cho nên trước đây các bác có thể thấy rằng là tôi rất hạn chế trong cái việc livestream. Gần như cái năm đầu tiên khi làm kênh là tôi không có buổi livestream nào. Là bởi vì nhiều khi mình up video lên thì mình có thể mình nghe lại để xem rằng là mình có chỗ nào chưa chuẩn hay không. Nhưng mà livestream thì gần như là tất cả được ghi lại từng câu từng chữ. Mình chỉ cần nói nhịu, mình chỉ cần nói hớ là mình cũng dễ dàng là bị đứt rồi. Cho nên cái câu chuyện để làm kênh ấy, thì chúng ta phải thật sự chúng ta suy nghĩ để chúng ta thấy và phải sự là cẩn trọng. Chưa kể là nhiều người thì cũng nhân đó thì nhiều có những cái động cơ. Hôm trước anh Hoàng Linh anh có một cái bài viết ở trên Facebook của mình rất là thú vị. Tức là nhiều người khi mà bắt đầu được nổi tiếng, trước đây thì tôi có viết một số cái đoạn liên quan tới truyền thông marketing của tôi mà tôi gọi rằng là hiệu ứng vầng hào quang. Tôi xin nói chia sẻ các bạn này một chút là hiệu ứng vầng hào quang tức là gì? Tức là khi mình được nhiều người quý mến, mình được nhiều người biết thì tự dưng là mình cũng có một cái uy tín hay là có một cái gì đó trong cộng đồng. Như tôi là đi đâu hình như là buổi du lịch nào thì tôi cũng đều có gặp các bác ở trên mọi miền Tổ quốc. Đáp máy bay xuống Pleiku thì cũng có bác đã bắt tay rồi. Khi mình đang quay flycam ở trên trạm tàu thì cũng có bác ra bác nói chuyện rồi. Đi đường thỉnh thoảng là mình đi ăn sáng thì cũng có bác ra trả tiền hộ. Đó, rồi là vỗ rồi làm quen, đi cà phê kiểu kiểu như thế. Nên từ đó mà mình không cẩn thận thì mình sẽ bị dính vào một cái rằng là mình bị chính cái vầng hào quang nó ảnh hưởng lại với mình. Tức là lúc này là mình bị một cái gọi là ngôn từ dân dã là bị ngáo quyền lực. Tức rằng là cho rằng là ta đây là thế nọ, ta đây là thế kia. Và lúc này thì mình sẽ phục vụ cái lợi ích của mình là chính. Chứ không còn quan tâm tới những cái giá trị, những cái lý tưởng mà mình lúc đầu mình lập kênh. Mình quên mất cái điều đó. Lúc đầu mình lập kênh thì mình sẽ đặt ra vấn đề thế này. A là B là C là B là. Các vấn đề là 1 là 2 là 3 là 4 là. Các nguyên tắc là cái đầu dòng thứ nhất, cái đầu dòng thứ hai, cái đầu dòng thứ ba, vân vân như thế. Thế nhưng sau này khi trong quá trình làm thì mình rất dễ là bị cuốn theo và bị có những cái nó đi lệch hướng. Thế cho nên lúc nào mình cũng phải tự nhủ. Mình cũng phải tự nhủ là mình không được để rơi vào cái tình trạng như thế, nghĩa là bị thao túng tâm lý bởi chính mình. Vì cái hiệu ứng vầng hào quang nó ảnh hưởng và nó xác định là chính mình. Cho nên bản thân tôi ấy, thì cũng giống như là bác Thông Võ, bác Thiện Trần, bác Toàn Học Vũ, các bác Thắng Nguyễn và các bác Nguyễn Văn Hay hay là bác trên kênh này, bác Thuyết Nguyễn này, bác Bình Thanh này vân vân và bác Nguyễn Vi Sơn. Tức là tôi với các bác là giống hệt nhau. Và thậm chí rằng là tôi còn có nhiều khoản, nhiều điểm là kém hơn so với các bác. Có chăng thì cái nghề của tôi là cái nghề phải trường mặt ra trước khán giả. Chứ không phải là cái nghề của tôi là cái nghề mà có thể rằng là có một cái oai hơn hay là vinh dự hơn.
Thế cho nên ấy, có lẽ là vì thế cho nên là mình được được an toàn, là mình được an toàn. Và tất cả những cái vấn đề mình nói thì mình cũng phải nói rằng là nó động chạm, nhưng mà mình cũng chia sẻ rất là chân thành, rất là chân thành. Chưa kể đến quá trình là tìm chứng cứ thì mình cũng phải có rất nhiều những cái ở bên trong túi thế này, chứ không phải là mình cứ thấy cái dấu hiệu là mình kết luận. Thường thường người ta hay bị sai lầm là thấy cái dấu hiệu là kết luận. Thế thì các bạn như thế, tức là chúng ta thấy dấu hiệu, chúng ta nhìn thấy nhiều cái vấn đề thì giống như rằng là các anh điều tra viên thì các anh chỉ đưa ra các giả thiết thôi, đưa ra các giả thiết của cái vụ án, nào đấy, giả thiết một, giả thiết hai, giả thiết n. Thế nhưng mà họ phải tìm được cái chứng cứ để họ mới chứng minh được rằng là cái giả thuyết nào mới là đúng, cái giả thiết nào thì mới là đúng, mới là chính xác. Dạ vâng, chẳng có chủ nghĩa mai nha. Đó. Dạ vâng. Chứ không phải rằng là họ đưa ra cái giả thiết thế này, họ thấy hợp lý là họ kết luận luôn. Người nào, và thậm chí là đưa ra những cái kiểu như thế, thì rất dễ là vi phạm. Một trong những cái mà tôi nghĩ rằng là nhiều YouTuber hoặc là nhiều người Việt Nam, chúng ta có thể thấy rằng là các dấu hiệu rõ ràng rồi. Thế nhưng mà chứng cứ chúng ta đâu có cầm đâu. Chứng cứ chúng ta đâu có cầm đâu. Cũng giống như là các bác, nhiều bác và ở ngoài đời các bác thấy rằng là mình nghi ngờ vợ mình là có ngoại tình, hoặc là chồng mình là có chim chuột mèo mả ngao đồng ở ngoài, mình nghi ngờ chứ, tức là mình thấy qua các biểu hiện từ việc ăn tiêu, từ việc sinh hoạt, từ cái việc mà giấu giếm điện thoại, giấu giếm nọ kia, rồi là nhắn tin, rồi cười rích rích, có những hành động nó rất là bất thường so với bình thường thì chúng ta nghi ngờ, đúng không? Thế rồi là đàm tiếu, ở bên tiếng đồn nọ tiếng đồn kia vân vân, thì khả năng là cũng trúng đến 90%. Tôi nói thật với các bác rằng là các dấu hiệu như thế thì thường thường những cái vụ đó là trùng đến 90%. Thế nhưng mà chúng ta đâu có chứng cứ, đúng không? Chúng ta đâu có chứng cứ. Thế nhiều người thấy cái dấu hiệu đó là bắt đầu rằng là kết tội rằng là anh ngoại tình, chị ngoại tình. Nhưng mà người ta chỉ cần nói lại một cái câu rằng là chứng cứ đâu, là chúng ta tìm ngóc hết, đúng không? Cho nên cái quá trình đi tìm chứng cứ là cái quá trình là phải đi tìm xem rằng là các ông các bà này là có nhắn tin cho nhau hay không, có cái kiểu rằng là lòng xào dưa hay không đấy, rồi hẹn hò thế nào, rồi là định vị điện thoại thế nào, rồi thậm chí rằng là đẳng cấp nữa là phải đi bắt quả tang đấy. Nhưng mà đã phải bình tĩnh, chứ bắt quả tang mà cầm dao đi chém như cái chị gọi rằng là gì mà gọi là gì nhỉ, phó chủ tịch hội phụ nữ ấy, là không được. Thế tất cả thứ đó là chúng ta phải phải có đầy đủ, thì lúc đó chúng ta mới có được cái thông tin nó vừa chính xác nhưng cũng vừa không ai phản bác được, phản bác được, đúng không? Vâng, mà chủ nghĩa mai phát ra bằng một ngay đấy. Và thậm chí có những cái mà xin thưa rằng là thông tin là đúng, là chính xác, nhưng nó lại thuộc về bí mật đời tư, nó là bí mật đó, khi mà mình không có cái thẩm quyền mà mình tiếp cận thì lúc này là mình cũng hỏng rồi. Điển hình như là chị Hàn Ni, cho nên làm chống tham nhũng nội chính nó rất khó. Bác Trọng đã bảo rồi, đương nhiên cái người mà không trong sáng trong sạch thì không làm được, chắc chắn không làm được. Nhưng bác bảo rằng là nó cũng chỉ là điều kiện đủ, tức là mình trong sáng rồi, mình trong sạch rồi, nhưng mình lại phải có cả phương pháp đúng nữa. Đó. Thì xin thưa với các bác như thế. Đó. Vâng, cháu Văn Nguyễn Mạnh Hùng. Dạ. Thế là mình có quyền nêu những quan điểm, mình có quyền nêu những cái vấn đề, và mình thậm chí rằng là cũng có cái giải pháp. Thì các bác tưởng rằng đấy là cái quyền của mình, nhưng khi mình đã kết tội ông này là tham nhũng, kết luận ông kia là tiêu cực, mà mình không có chứng cứ là mình chỉ có chết. Đó, là mình chỉ có chết. Thế thì xin trả lời bác Thông Nguyễn với mọi người trên kênh như thế. Chứ còn tôi cũng không có hơi đâu và cũng không có thời gian đâu mà tôi nghe được tất cả các kênh. Thế nhưng mà nhiều khi là mình cũng phải nhìn qua cái biểu hiện, tức là khi mình nhìn qua cái cách họ nói, cách họ phân tích,
họ để cái cảm xúc của mình vào đó, hoặc là cái tư duy khi phân tích của họ, cái tư duy mang cái tính chất là chụp mũ, cái tư duy mang cái tính chất rằng là kết luận, cái tư duy mang cái tính chất rằng là chưa chín chắn, chưa đầy đủ, thì thật sự là mình nhìn những con người đó khi phân tích là mình cũng cảm thấy rằng là căng đấy, căng đấy. Thì tức là có thể anh thoát được lần một, anh thoát được lần hai, nhưng mà đến lần ba, lần bốn là anh rất dễ mắc về cái sai lầm. Thì cái kinh nghiệm của quãng thời gian là làm truyền thông marketing của tôi là khá là lâu, khá là dài, thì nó cũng cho mình nhiều cái nhận thức và tương đối đầy đủ. Dạ vâng, cảm ơn bác Tú Xuân nhé. Thì đấy là tôi xin trả lời bác thông võ những cái điều đó. Cũng không ai nắm tay được cả ngày, đúng không? Và mình nhìn thì mình nhìn được cái gì nó đúng, đó là cái chân lý, nó là cái sự thật, chứ không phải là mình nhìn theo cái cảm xúc cá nhân, mình nhìn theo cái kinh nghiệm hay là cái định kiến của mình. Kinh nghiệm nó giúp mình phân tích tốt hơn, nhưng kinh nghiệm nó sẽ không giúp chúng ta kết luận được khi chỉ có một vài cái dữ kiện. Thì xin được các bác như thế. Vâng, chào bác Nguyễn Hiếu. Đấy, tôi chia sẻ các bác như vậy. Các bác nào mà có cái vấn đề gì khác thì các bác có thể là giúp tôi. Tức là khi chúng ta giống như ở lên mạng, chúng ta vừa nói pháp lý nhưng mà chúng ta lại vừa phải có cái đạo lý nữa. Cũng giống như về mặt pháp lý thì Ukraine bị xâm chiếm đúng theo quy định pháp luật. Thế nhưng đạo lý thì tức là ông Ukraine này sống cạnh hàng xóm mà ông cũng như kiểu là thủ dao, ông chưa đâm người ta, thế nhưng mà lúc nào ông cũng rình rình ông đâm người ta, thì mà lại gặp phải đúng cái thằng đại ca nó gây gớm, thì đương nhiên nó xử trước đó. Cho nên là chúng ta phải biết cách sống là vì như thế. Thì biết cách sống là gì thì giống như là ngoại giao PR của chúng ta thấy cái đó. Xin được các bác như vậy, nó có cái hay lắm. Nhiều người không hiểu được cái ngoại giao PR nó đẳng cấp thế nào, nó cực kỳ dễ làm nhưng mà cũng cực kỳ khó làm đó. Hầu như là đa phần các nước trên thế giới này họ nhìn cái ngoại giao PR của Việt Nam và họ vẫn phải đặt ra một cái phân tích rằng là tại sao cái ông Việt Nam ông lại làm như thế. Vừa rồi chúng ta thấy sang Úc chúng ta cũng tăng cường cái ngoại giao. Chúng ta sang 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 bên cả New Zealand cũng thế. Tất cả những cái đó người ta không hiểu được tại sao mà thế giới nó nhiễu nhương thế này. Đa phần người ta chọn phe, có những nước vốn trung lập thế nhưng mà bây giờ cũng phải chọn phe rồi, mà tại sao cái ông Việt Nam này ông ấy vẫn cứ thể chơi với tất cả mọi người được, và mọi người thì cứ bắt buộc là phải chọn phe để sau này mới được bảo vệ. Đấy là một cái nó gọi rằng là, tôi nói thật đấy mới là cái hành vi là hơi, đấy là một cái tư tưởng mà tôi gọi rằng là bế đảo, cái tự nhục. Nhiều người bảo rằng là ừ thì cứ phải theo Mỹ thì sau này có vấn đề gì với tàu thì Mỹ nó còn bảo vệ mình, hoặc là ừ thì theo tàu hẳn đi thì sau này có những vấn đề thì mình với nó còn nói chuyện dễ với nhau, kiểu như thế. Thì cả hai cái này nó đều không được đó. Cả hai cái này nó đều là những cái tư tưởng mang cái tính chất là, mà tôi gọi rằng là tự nhục đó. Mình gọi cái nôm na như thế là bởi vì ông không có cái quyền quyết định, ông chỉ kỳ vọng vào cái sự che chở của người nước ngoài, tức là ông không hề có bản lĩnh, tức là ông không hề có bản lĩnh. Xin đưa phát thế. Người bản lĩnh là người ta là phải có giá trị, mà có giá trị thì ai cũng muốn chơi đấy, chứ không phải rằng là mình là người có bản lĩnh là mình phải theo thằng nọ theo thằng kia đâu. Đấy mới là người không có bản lĩnh. Xin đưa các bác thế, đấy mới là người không có bản lĩnh. Nhiều người mơ không được đâu bác Tùy Trần ạ. Đó, xin đưa với các bác như thế. Xin thử qua như vậy. Cho nên ấy,
Cho nên ấy, chúng ta khi nhìn thế giới, chúng ta mới thấy rằng là tại sao thế giới nhiều nước muốn như Việt Nam không nổi. Cũng giống như chúng ta thì không hiểu được rằng là tại sao trong một cái nhóm bạn, trong một cùng một cái lớp, cùng một cái lớp mình nhé, ở lớp cấp 3, lớp đại học, có những thằng nó rất là ghét nhau, đánh nhau chí tớ suốt ngày, và thậm chí là chia phe với nhau, không chơi với nhau. Thế nhưng cũng có cái thằng nó vẫn chơi với cả hai đội, nó vẫn chơi với cả hai cái đội đấy, nó mới hay chứ. Thằng nào cũng chơi với ông này, thế ông này cứ đứng giữa, ông cứ tưng tửng tửng, ông chơi đội này, gặp đội này thì đội A thì bắt đầu nói xấu đội B và muốn rằng là ông này về cái đội A của mình, ông cứ cười. Gặp đội B thì đội B cũng muốn rằng là nói xấu đội A, rồi bắt đầu rằng là cứ muốn ông này về phe của mình, ông này cũng cứ cười. Những cái đẳng cấp của Việt Nam rằng là không những hai đội đấy nó ghét nhau mà nó lại còn rất muốn chơi thân với mình. À, thế nên mới thú vị. Thì tức là ông phải có cái giá trị thì người ta mới chơi. Trường hợp đấy nó chỉ có hai cái trường hợp. Một là ông chẳng có giá trị gì, thì tóm lại nó coi ông như là người vô hình ấy, chả ai thèm kéo về. Hai là cả hai ông này đều có giá trị, ông này có giá trị thì cả hai ông, cả hai phe thì đều muốn kéo về. Thì chúng ta thế thôi, chúng ta phải có giá trị thì Mỹ mới nâng tầm quan hệ với chúng ta, Trung Quốc mới nâng tầm quan hệ với chúng ta, Nhật Bản với nâng tầm quan hệ với chúng ta, Úc cũng nâng tầm quan hệ với chúng ta, Ấn Độ cũng nâng tầm quan hệ với chúng ta. Đó. Mà những cái nước đó thì đâu đâu có ưa gì nhau đâu, đúng không? Xin thưa các bác như thế. Tôi trả lời bác Ninh Mobile rằng là có tin rất buồn đối với các bác nhé, về bác Alibaba. Còn buồn thế nào thì các bác đã tự suy nghĩ. Thế thôi. Còn tôi thì không rõ cụ thể, tôi chỉ biết thế thôi. Xin thưa bác Ninh Mobile. Có lẽ kênh Alibaba sẽ không trở lại trong vòng 5-7 năm tới, sẽ không trở lại đâu. Thì tôi nói như vậy để các bác tự hiểu. Cho nên khi chúng ta nhìn vào cái ngoại giao bê tre ấy, thì chúng ta cũng như kiểu chúng ta học cái cách sống. Mình sống thế nào để mà tất cả mọi người là đều yêu quý mình, là đều cần mình. Tất nhiên là cũng có kẻ ghét đấy, nhưng mà nó không nhiều. Nhưng mà cơ bản thì đa phần là muốn chơi với mình, thế là tốt rồi. 80% là chơi với mình tốt rồi. Còn 20% là ghét mình thì kệ nó đi. Và những cái đứa ghét thì nó cũng không ảnh hưởng gì đến mình cả, thì là tốt rồi. Đó. Chứ còn dại nhất á, là thứ nhất, là dại thứ nhất số 1 là dại gì, là cái dại là để cho tất cả nó cùng ghét, đa phần nó cùng ghét, đây là cái dại thứ nhất số 1 luôn. Cái này thì như kiểu rằng là bấm nút tự hủy, tự hủy, xin thưa các bác như thế, như kiểu là bấm nút tự hủy. Xin thưa bác như thế. Đấy, còn dại thứ hai là cái dại chọn phe, tức là phe A với phe B. Ông cứ theo phe A đánh phe B, và theo phe B đánh phe A. Đó. Xin thưa với các bác như vậy. Thì đấy là cái mà tôi xin thưa với các bác nào. Như thế. À vâng, xin thưa bác Ninh Mobile, cảm ơn bác nhé. Thì lúc nào tôi sẽ thông báo, thực ra tôi có thông báo đấy, nhưng mà thông báo nó nhỏ thôi. Thế thì xin thưa với các bác câu chuyện như vậy. Tức là phe A đánh phe B, rồi là phe B đánh phe A. Bởi vì ấy, mình hên thì không sao. Tức là lúc này chúng ta chỉ 50% thắng lợi. Mình hên thì không sao. Đó. Cũng gần gần có lên hai. Thế nhưng mình không hên là mình đứt. Thì xin thưa với các bác như vậy. Mình cho nên ấy là mình cũng 50% là bấm nút tự hủy. Đó. Giống như kiểu chuyến đi buôn buôn này, một là mình lời. Mà lời nhiều hay không thì chưa biết. Nhưng mà lỗ thì khả năng là 50% là mất trắng. Thế là coi như là mình cũng thấy thằng ơn. Còn đương nhiên cái đẳng cấp là cái thứ ba. Đấy là cái mà tệ nhất, sau tệ nhì đúng không? Tệ ba là mình phải trở thành cái vô hình trong mọi người, tức là mình động cái gì mình cũng né,
Giống như kiểu trong lớp các bác nhìn thấy có những người vô hình ấy. Chả ai ghét, nhưng cũng chả ai yêu. Và cũng chả ai nhớ người đấy là ai cả. Tôi được cái tôi rất may mắn là bởi vì rằng là cấp 3 các bạn là quý tôi. Đó, nhớ tiếng Hoàng Dôn, kể cả lúc chưa lập kênh vẫn nhớ. Và chơi với tất cả mọi người. Thế nhưng mà cũng có những bạn và nhiều người không nhớ các bạn đấy là ai. Nhưng nhiều khi bạn ấy đi họp lớp một cái là tự nhiên là mọi người hỏi là ô cô bé này tên là gì ấy nhỉ? Tức là mình trở thành vô hình trong mắt một cộng đồng. Thì đấy là cái tệ thứ ba. Mà cũng không tệ lắm, chúng ta gọi là bình thường. Đúng, bình thường cũng được. Nhưng cái thứ tư là cái tuyệt vời nhất mà rất khó làm. Thì đó là cái là chúng ta lại trở thành cái mà chơi với tất cả mọi người. Nhóm A có thể không thân với nhóm B, nhưng mà nhóm A thân với chúng ta, nhóm B cũng thân với chúng ta, thế là chúng ta lại đứng giữa và thân với cả hai, thế nó mới đẳng cấp. Xin thưa với các bác như vậy. À, tôi không biết cái kênh đấy là kênh gì bác nhé. Anh TTAD2 này, tôi không biết kênh đấy là kênh gì luôn, chưa bao giờ biết, chưa bao giờ nghe thấy. Bác nói hôm nay là đầu tiên đấy, bác nhất sai. Vâng, chào bác Đơn Lương. Tôi không rõ cái bác Alibaba như thế đâu, nhưng mà cơ bản thì với một vài cái video clip mà tôi có coi qua thì cũng không đủ để mà xử lý bác Alibaba ở trong những cái như vậy. Và thường thường thì người ta cũng để yên thôi, cũng chẳng có vấn đề gì. Thế nhưng mà tôi nghĩ rằng là nó có một cái vấn đề khác nữa, tức là ở đây á, cái nội dung cụ thể chi tiết thì tôi không được nào, tôi không được nào, và có vẻ như là gia đình của bác ấy cũng không muốn chia sẻ. Cho nên là chúng ta thôi thì cứ chờ vậy. Cũng giống như là ông Lưu Bình Nhưỡng thì biết đâu được ông ấy có chứng cứ thật, ông trục lợi thì sao? 300 ngàn đô khoảng 7 tỷ thì sao? Đúng. Nó đâu nắm được cả ngày đâu. Nên có như vậy. Còn tôi không biết cái kênh đấy nha, bác nhất sai. Kênh đó là tôi chịu. Còn là chúng ta thì chờ đợi. Thường thường là trước cơn bão lớn thì cũng rất là im ắng. Chúng ta cùng chờ đợi đợt tới thôi. Xem mọi thứ nó như thế nào, mọi thứ như thế nào. Nhưng mà có một cái tin rất vui, đó là bác Trọng rất khỏe. Bác Trọng rất khỏe thì tôi báo với các bác như vậy, rất minh mẫn, rất khỏe, rất tuyệt vời. Nhiều khi nó cũng giống như kiểu rằng là cái cậu Tuấn Phò Mã đấy. Các anh làm clip như thế thì cũng chả vấn đề gì cả. Nhiều khi nó chối tai thôi, nhưng mà đủ căn cứ bắt cho những cái clip của anh Tuấn Phò Mã thì không phải. Nhưng mà cái vấn đề chỗ rằng là người ta có thể bắt anh ấy vì cái tội đánh bạc. Mà đánh bạc trên đến cả tỷ đồng như thế này thì chắc là đi hơi lâu. Đúng không? Tuấn Phò Mã. Kênh Thám Tử Ẩn Giang à? Tôi không biết kênh này. Bác Trung Nghĩa mà. Mình cứ chân thành thôi. Thế thì lại nói lại cái việc mà làm kênh thì cũng giống như rằng là làm kênh thì cũng giống như rằng là chơi ấy. Thì thật sự là muốn người ta quý mình thì mình phải thật sự chân thành. À, nói móc nói mỉa là không tốt. Và đã làm chính trị thì phải, nghĩa là đã nói về vấn đề chính trị nội chính là phải nghiêm túc. Không thể nói móc nói mỉa, không thể nói cà khịa, không thể nói nọ nói kia được. Chúng ta đã làm về nội chính thì tức là chúng ta phải lấy cái lợi ích của nhân dân, của đất nước lên trên hết. Thế thì cái câu chuyện đấy xin thưa với các bác là và chúng ta phải thật sự chân thành, cũng giống như rằng chúng ta muốn Mỹ tin chúng ta để mà tăng cường cái mối quan hệ ngoại giao lên, hay rằng là Trung Quốc nó cũng phải tin chúng ta. Thì chúng ta thứ nhất chúng ta phải có cái nguyên tắc của mình. Đầu tiên là nguyên tắc. Chúng ta phải viết ra các nguyên tắc và thực thi các nguyên tắc này để nó không trở thành một cái mối đe dọa cho cả Mỹ, cho cả Trung Quốc.
Đấy, tức là chúng ta phải trở thành một cái cậu cậu bạn nó rất là dễ thương. Cậu bạn này thì chắc chắn là không làm hại ai cả. Đây là cái nguyên tắc. Đấy, xin các bạn là như thế. Nguyên tắc này đang bao gồm có cả đạo lý và pháp lý đấy. Về pháp lý là có thể ký kết. Nhưng mà mặt đạo lý chúng ta thực thi cho các hành động của mình, các nguyên tắc của mình. Thế thì đấy là cái mà các nguyên tắc của mình. Thứ hai nữa là chúng ta phải chia sẻ các nguyên tắc đó với một cái thái độ thật sự là chân thành. Tức là chúng ta không có giấu giếm. Chúng ta chơi thế nào chúng ta sẽ bảo với mọi người như thế. Chúng ta chơi với nước ngoài chúng ta vẫn bảo rằng là lợi nhuận thì đúng không? Thì chia lợi nhuận thì gọi là cùng thắng, đúng không? Chơi với nhau là phải có cái cùng thắng. Thứ hai, khi có rủi ro là phải chia sẻ. Rủi ro là phải chia sẻ với nhau. Thì cái đấy là cái mà chúng ta thấy rằng là rất chân thành. Chơi với các bác, chơi ví dụ bác Trung Nghĩa Mai mà chơi với bác Thắng Nguyễn, thì xin thưa với các bác rằng là chơi với bác Thắng Nguyễn thì xin thưa với các bác rằng là chỉ có bác Trung Nghĩa Mai thắng thì bác Thắng Nguyễn này là có sau này có chịu chơi nữa không, đúng không? Đó, có chịu chơi nữa không, hay là chỉ có bác Trung Nghĩa Mai thắng thì sau này bác Thắng Nguyễn là chỉ làm được một vài vụ thì bác Trung Nghĩa Mai có chịu chơi nữa không, đúng không? Thì rủi ro cũng phải chia sẻ. Tức là khi có vấn đề xảy ra thì cả hai bên là cùng xông vào để mà tháo gỡ. Chứ không phải là cả hai bên đều mà đẩy hết cái rủi ro cho bên đối phương. Thế thì thực ra ấy, nếu mà chúng ta suy nghĩ thì chúng ta sẽ thấy rằng là cái ngoại giao cây tre nó có thể ứng dụng rất tốt cho chúng ta ngoài đời nữa. Ngoài đời nữa. Và các nguyên tắc của chúng ta thì chính là cái nguyên tắc mà Bác Hồ đặt ra đấy. Tức là cái gốc của nó ấy. Tức là cái gì bất biến ấy, là các nguyên tắc. Ứng vạn biến chỉ nói ứng vạn biến, nhưng mà ứng vạn biến này nó cũng cái biến của nó cũng có nguyên tắc, chứ không phải rằng là ứng vạn biến này theo hiểu rằng là tùy hứng muốn làm gì thì làm. Tôi không biết kênh đó đâu có chủ nghĩa mà chịu. Thường thường thì mình sẽ phân tích theo những cái khía cạnh, những cái kinh nghiệm mình biết về điều tra phá án thì liên quan tới các thuyết âm mưu của Hồ Duy Hải tôi thấy nhiều lắm. Nhưng mà cá nhân tôi thì xin chia sẻ với cả bác Trung Nghĩa Mai rằng là tôi không tin với cái việc đó. Thì tại sao không tin là tôi cũng đã phân tích trên kênh khá là nhiều. Ví dụ bảo rằng là cái cậu gì mà thủ phạm thật sự ấy, nó là cái người mà con của cốc to nọ, con của cốc to kia, cho nên là người ta nhất định người ta không xử. Nhưng không phải thế. Cái ông đó thì xin tự với các bác rằng là nhà cửa thì tuềnh toàng, chuyên đi làm ăn xa, tức là cuộc sống nó vô cùng khó khăn. Khó khăn tiền nuôi mình với gia đình mình còn chưa đủ thì nói gì đến cái việc mà đi chạy án nữa, nợ ông nọ ông kia. Nên có những cái chúng ta nhìn qua là chúng ta cũng phân tích được rằng là tại sao. Hay như là cái vụ Bùi Tích Thiên Hằng Không cũng thế. Bảo cái cô đó là cái cô mà cháu nọ cháu kia. Xin thưa với các bác rằng là để cho ví dụ tôi mà có đứa cháu. Thứ nhất tôi mà quý nó ấy, thì tôi đã không để nó làm cái việc vất vả như thế. Thì tôi có tiền có quyền. Quyền to chức trọng mà tôi đã không để nó làm những việc như thế. Cái thứ hai là để cho nó đáng để cho mình cứu, tức là mình không biết nó là ai cả nhưng nó lỡ vi phạm rồi để mình cứu thì mình cũng phải cân nhắc giữa cái việc mà cứu nó với cứu mình làm như vậy là mình vi phạm các nguyên tắc của Đảng thì có đáng để mình làm không. Thế thì toàn bộ cái đó là chúng ta sẽ phải phân tích theo cái cạnh tâm lý thì tôi thấy rằng nó không hợp lý. Thế nhưng mà nhiều người vẫn cứ tin vào những cái thuyết âm mưu kiểu như thế. Và nhiều cái thuyết âm mưu nhiều khi nó rất là buồn cười. Cũng giống như cái câu chuyện rằng là cái chị gọi là Trần Ánh Hồng. Trần Ánh Hồng. Thì tưởng là bảo rằng là giống Bí thư Vĩnh Phúc đấy. Bảo rằng là tôi có cái bút này là do Vũ Trọng tặng, tôi có cái nọ là kia tặng. Mình nghe qua cái thứ nhất là từ cái giọng nói đã khác nhau rồi. Mà giọng nói của bà Thúy Lan, bà là người đứng đầu tỉnh thì đâu có khó để tìm kiếm đâu. Hai ba dòng vào Google, vào Facebook, Enter một cái. Thế là ra ngay cái giọng nói của bà Hoàng Thị Thúy Lan. Hai cái giọng nói mà chúng ta không cần các phương tiện kỹ thuật để thẩm định. Thì chúng ta đã thấy rằng là cực kỳ khó. Đấy, đúng không? Giống nhau được. Đó. Thì xin thưa với các bác như thế.
Thế thì xin thưa với các bác như vậy để chúng ta thấy rằng là thế thì bác là bật mí như vậy là gọi là nó gọi là như thế nào nhỉ, tôi vẫn hay đâu nhỉ, tự dưng là đọc cái tin của bác Bảo Khánh đã định trả lời mà quên đáng mất đoạn đó, đúng không? Cho nên là khi chúng ta nhìn qua những cái sự việc đấy, chúng ta đã thấy nó phi logic, nó phi logic. Chúng ta nhìn qua giọng nói của bà Hoàng Thúy Lan với giọng nói của cái chị kia thì khác nhau. Cái thứ hai nữa là mình chả thấy bao giờ có chuyện Bác Trọng đi tặng với cái bút bằng vàng. Nếu mà bác ấy đủ sức tặng người khác cái bút bằng vàng bằng kim cương thì xin thưa với các bác rằng là bác đâu để cho là chị Ngọc với cả đi đâu ạ, đâu để anh Trường là khổ sở thế. Anh Trường ở đâu còn trẻ nữa đâu, cũng 50 rồi. Và bây giờ thì xin thưa các bác rằng là mon men cái chức thứ trưởng còn chả được, vụ trưởng còn chưa xong. Thế tại sao bác lại, mà trong khi đó bác tổng bí thư bao nhiêu nào? Đấy, chúng ta thấy câu chuyện đó, đúng không? Mình đã thấy nó phi logic, và khi mình đã thấy phi logic thì tức là mình thấy rằng là nó không có đủ khả tín. Và khi mình tìm hiểu, mình enter một cái ra thì tự chúng ta cũng đã phân biệt được, chả cần máy móc gì. Nhưng tại sao bao nhiêu người vẫn tin vào cái việc đó? Là bởi vì rằng là Phật, Đức Phật đã nói chúng ta có nhiều cái nó gọi là tham sân si, tức là bụi ở mắt thế này, thế nên chúng ta không nhìn rõ được cái bụi đó là gì. Bụi đó là cái bụi tham, tức là nhiều khi chúng ta nhìn thấy lợi thì chúng ta mù quáng, chúng ta không nhìn thấy bản chất nữa. Cái thứ hai nữa là chúng ta sân, đúng không? Thế tức là chúng ta chỉ có thù ghét, chúng ta chỉ có so sánh đố kỵ nọ kia vân vân, để chúng ta cũng bị mù mắt, chúng ta không nhìn thấy. Và si là chúng ta yêu mến quá, giống như kiểu rằng là yêu, nó gọi là yêu mù quá, thì cũng bị thế thôi. Cho nên khi chúng ta nhìn khách quan là chúng ta bỏ qua cái đó, chúng ta nhìn thấy cái sự thật thì nó vô cùng dễ dàng. Nhiều người cố tình tin vào những việc đó là bởi vì nhiều khi là họ họ bị sân hận, họ bị thù ghét, cho nên họ tin bất cứ thứ gì, tin bất cứ thứ gì món chỉ cần đúng với cả cái định kiến thành kiến của họ là họ tin đó. À, xin thưa bác Hùng Đỗ Đảng nhé, bà Lan mọi người bảo với một câu rằng là con của Bộ trưởng Hoàng Quy chứ không phải Hoàng Tuy nha, bác Đỗ Đảng nhé. Thì tôi xin thưa với các bác rằng là bác Hoàng Quy có ba người con, trong đó không có ai tên Lan cả. Thì bác ấy trước đây là bí thư của Vĩnh Phú, quê gốc Hưng Yên, và là bí thư của Vĩnh Phú ngày xưa, và ngày xưa có Hoàng Liên Sơn. Bản thân trên Lào Cai của tôi là cũng có cái đường mang tên là Hoàng Quy. Thì ở đây bác Hoàng Quy sau này là về làm Bộ trưởng Bộ Tài chính, thì không có ba người con, không có người con nào tên là Lan. Xin thưa bác cũng đang như nói cái câu chuyện đó để bác đủ hiểu nhá. Đó, cái câu chuyện như vậy thầy trả lời. Cái thứ hai liên quan đến bác Kiên Trần, bác nói về cái việc mà 2 tháng hộp có thể tiền điện để lừa ấy, thì nói lừa là không đúng, nói lừa là không đúng đâu. Cái việc mà các bác đặt cái chu kỳ tiền điện ấy, để nó hợp thức hóa với cả hệ thống CRM, để cho khách hàng nó gọi là CRM, với cả là để mà làm ra được những cái chu kỳ điện nó tính chuẩn xác hơn ấy, thì từ đó làm rõ lỗ lãi hơn ấy, là cái việc đấy bắt buộc phải làm. Và cái việc này nó cũng không làm chênh cái giá điện của các bác lên. Nhiều bác bảo chênh lên, nhưng mà thực tế là chưa bác nào đưa ra tôi, cho tôi từ cái vừa rồi tôi cũng tìm hiểu là bị tính lũy kế tiến lên. Tức là mình đang bị suy luận rằng là, mà suy luận cũng hợp lý, tức là khi dùng nhiều điện trong một cái chu kỳ thì nó bị tính lũy kế lên. Thế nhưng mà ở đây không phải đâu nhé, không có cái đoạn lũy kế lên. Xin thưa bác Kiên Trần như thế. Không thì bác Kiên Trần cứ vào Facebook của tôi ấy, là các bác gửi cho tôi cái bằng chứng đấy thì tôi sẵn sàng tôi lên tôi chơi sống mái với ngành điện luôn. Nhưng cái gì đúng là mình phải nói đấy, đúng là mình phải nói đấy. Và bản thân tôi thì cũng không bị chênh tiền điện nhiều, bình thường tôi khoảng 8-900, thì vừa rồi là nộp là cả 2 tháng đó đâu đó là khoảng độ tầm 1,6 triệu, 1,5 triệu chưa đến 1,6 triệu. Đó. Cho nên ấy, khi chúng ta nhìn chúng ta cũng đừng sân hận nhiều quá, giống như kiểu như bác bảo rằng là ở thấy họ Hoàng cái cứ tưởng là Hoàng Quy nhưng không phải. Xin hãy đưa lại cái câu này, câu trả lời đó nhé, để cho bác bây giờ nó không giấu được đâu, ông nào con ông nào thì biết hết, đến con ủy viên Bộ Chính trị người ta còn biết nữa là đấy. Xin thưa bác, cho nên mình nói nhiều khi không đúng là mình sẽ bị cái câu chuyện như tôi vừa chia sẻ đấy. Bác chú ý mà thấy đúng không? Là mình cứ nghe phong phanh,
mình cứ thấy nó có một cái gì cùng họ với nhau, thế là đứt. Nhiều khi mình cứ lên kênh mình nói lung tung này là mình dễ bị bế lúc nào không hay, bởi vì là tin của mình đưa ra nó không chuẩn. Đấy, tôi xin chia sẻ với các bạn thế. Thì bây giờ tôi lại nói rằng là bây giờ bác Hồng Quy là có con nọ con kia ra thì vân vân, thì tôi lại thành ra tiết lộ bí mật đời tư rồi. Các bác thấy nguy hiểm không? Đấy, nhưng tôi chỉ khẳng định với bác rằng này, cái câu nói tôi phải chuẩn rằng là chả có ai tên Lan cả. Tôi đơn thay đổi rất quá. Và tôi cũng cố gắng là tôi live với các bác là khoảng tầm đến 11 giờ hơn một tí để tôi đi nhậu. Vâng, xin đưa bác cũng đúng đặng thế. Có những cái mà nhiều bác cứ bảo là con nào đó con ông kia thăng tiến thần tốc, nhưng không phải. Tôi lấy ví dụ có một anh ấy là đại gia của Titan, anh thăng tiến thần tốc và bây giờ vẫn đang đứng nhịp đệm của quốc hội đấy, cũng là một dạng thăng tiến thần tốc đó. Nhưng anh ấy chẳng phải con ai cả, nhưng được cái anh ấy nhiều tiền, nó gọi đại gia Titan mà đó. Rồi chúng ta thấy rằng là cái anh Vũ Hùng Sơn thăng tiến thần tốc của chức Bộ Công Thương đúng không, người ta gọi là con nhà vàng, ông ấy đâu có chơi với ai đâu, nhưng mà con đại gia. Nhưng mà có phải con của ông nọ con của ông kia đâu, cho nên ý. Bằng làn người cứ nghe làn là nhột. Và đó, và Trung Nghĩa Mai Mai đổi thành gọi là Trung Nghĩa Mai Điệp đi. Nên là cái này nó rất là nhạy cảm, à, mình mà không cẩn thận cái chỗ đó ra là mình cũng đứt. Cho nên tin tức đưa ra là các bác đã phải phải chuẩn xác. Đó. Cho nên làm tin ở Việt Nam nó khó lắm, cho nên tôi hạn chế việc làm tin, mặc dù là có những cái mà tôi biết rõ 10-10, nhưng mà mình hạn chế làm tin và mình đợi bao giờ là nó có đủ cái sở cứ của nó ra. Có thể rằng là chính quyền hoặc là nhà nước là chưa cần phải thông báo chính thức, thế nhưng mà mình biết rằng là cái văn bản này nó được ký rồi. Đương nhiên rồi, bác Trung Nghĩa Mai bây giờ về lại làm thương nhân rồi, thương gia rồi. Cái thành tích đấy của tôi là hình như là bác Trung Nghĩa Mai mọi người biết nhỉ, thì còn ít người biết. Riêng cái việc đó là hoàn toàn có thể kiện được nhé, bác Trung Nghĩa Mai nhé. Nó hay lắm. Thế nên là thông tin nhiều khi nó như thế. Thế là chúng ta không được lộng ngôn. Nhưng mà để mà đến mức hình sự hóa những cái tin tức như thế thì tôi cho rằng là vẫn không ổn. Nó có một cái đợt thế này, có một vị lãnh đạo trong tứ trụ á, thì cái thời đó là lúc đầu lên á, sau khi bà Nhàn bị bắt á, à, Nhàn Nhàn bị chưa phải bị bắt mà là Nhàn rộ lên cái tin ấy về bà Nhàn á. Thế thì tôi biết tổng là những cái tin tức đồn như thế nó không đúng. Thế tôi mới nhắn tin cho vị trợ lý đấy là có cần bảo rằng là vân vân nọ kia. Thế thì vị tư trụ này cũng vất vả, kệ người ta nói. Đó. Anh trợ lý anh ấy nhắn lại với tôi rằng là kệ người ta nói. Thì các bạn như vậy. Cái câu chuyện bác Bảo Khánh nói thì là câu chuyện nó rất là phức tạp đúng không ạ, nói ra bất cập tầm nhìn mới, liệu có quyết tâm hay không hay chỉ nói vui mồm, về khuyến khích người phàm giám sát với tinh hoa trên giấy đúng không, ý bác rằng là phải giám sát như tôi nói thì liệu có quyết tâm hay không. Thế thì cái quyết tâm hay không á, cái câu này là các bác phải hỏi thì người đứng đầu là bác Trọng, để tôi khẳng định với các bác là ủng hộ, cô Trương Thị Mai cũng rất ủng hộ và một số người thì rất ủng hộ cái việc đó. Thế nhưng khi chúng ta đã là quản lý thì như các bác tưởng tượng rằng là các bác Bảo Khánh đã bao giờ các bác quản lý khoảng 100 con người đổ lên chưa? Khi các bác quản lý khoảng độ tầm một chục con người đổ đã khó rồi,
Khi 100 con người đổ lên thì nó còn khó nữa. Đó. Tức là bên trên khó đúng không? Mình nhưng quyết tâm rồi, muốn làm rồi, chỉ thị rồi. Nhưng bên dưới có làm hay không? Đó là cả vấn đề. Tức là bên dưới có quyết tâm hay không? Mình khẳng định là quyết tâm, Trung ương Đảng quyết tâm. Bác Trọng, cô Mai, Thưởng, vân vân là quyết tâm. Thế nhưng bên dưới quyết tâm hay không? Thì chúng ta phải tự hỏi. Đúng không? Chúng ta suy nghĩ. Nếu tất cả cùng quyết tâm thì nó dễ dễ thôi. Thì không bao giờ những vấn đề trên thế giới này là chúng ta phải học một cái câu rằng là không bao giờ có cái sự tuyệt đối. Mà nó chỉ là có cái sự tương đối thôi. Câu tuyệt đối duy nhất đúng là trên đời này không có tuyệt đối. Cho nên chỉ cần 100 con người đổ lên thôi là chắc chắn là sẽ có người là người ta cản, người ta phá. Cho nên để mà nó làm được thì nó cần phải huy động từng người một và từng thời kỳ một và từng quyết tâm một. Chứ không phải đơn giản là mình cứ nói, nhưng mà chúng hô hào là phải là đầu tiên chúng ta cũng phải hô hào. Tức là những người đứng đầu phải khẳng định cái quyết tâm đó. Là phải làm như thế. Đúng không? Là khẳng định. Chứ bây giờ mình không khẳng định thì bên dưới nó bảo là ông cứ nói thế. Không? Ít nhất là chúng ta bảo rằng là trên quyết tâm rồi nhưng bên dưới nó bảo rằng các ông nói cứ nói thì tôi làm tôi cứ làm. Tức là không thực thi. Đúng không? Đúng không? Dựa thành luật chứ bác. Sao không lại thành luật? Có luật mà bác cũng có đảng. Cái vấn đề rằng là ở đây ấy, luật pháp có và luật đảng cũng có. Cái vấn đề xin thưa bác cũng có đảng là người thực thi luật là. Nếu đất nước mà không có đạo đức ấy, thì nó mới thành như thế. Đạo đức là cái cốt lõi của một quốc gia. Cho nên tại sao chúng ta phải xây dựng đạo đức nó là như thế xin bác đỡ không đổ đảng. Các bác đưa luật ra nhưng các bác không không theo luật. Thì ai nghe? Đúng không? Bác cùng đỗ đảng, bác về bác luật trong gia đình của bác thôi. Bác bảo rằng là yêu cầu bây giờ tất cả là phải dậy từ 5 giờ sáng. Ăn cơm tại nhà cho nó đảm bảo sức khỏe. Không ăn ngoài quà nữa. Đúng không? Nhưng mà vợ bác không. Vợ bác kệ, ông thích thì ông tự đi bán ở nhà. Bác ra quyết định rồi đúng không? Họp ok rồi. Nhưng đến hôm sau cái thì vợ bác bảo rằng là ăn ở nhà toàn cơm với cả mì tôm rồi với cả nấu ăn không ngon. Ngoài quán phở kia ngon, phở Tâm rồi phở Bát Đàn, phở Bát Đá. Tôi ra đây tôi ăn được kệ ông. Mà vợ bác lại là người thực thi luật giám sát con cái. Thế thì con cái các bác có nghe? Cho nên ấy, cái nguyên tắc nó vẫn là đạo đức. Khi đạo đức đã lớn đủ lớn thì thậm chí chúng ta không cần thành luật. Ngày xưa chúng ta có bao nhiêu luật đâu. Nhưng mà người ta vẫn không ăn của công. Người ta vẫn cứ gọi rằng là liêm khiết. Thế nhưng bây giờ xin thưa các bác chúng ta có bao nhiêu luật? Đó. Bao nhiêu luật? Thế nhưng mà người ta vẫn cứ ấy thôi đúng không? Người ta vẫn bao nhiêu luật nhưng mà người ta vẫn cứ tham nhũng. Cho nên là người ta gọi là pháp trị nhưng phải có cái đức trị nữa. Cái này là không thể ấy được, phải có cái đức trị. Còn đất nước mà không có đạo đức, không có văn hóa thì xin thưa các bác rằng là thể chế nào cũng tham nhũng, chế độ nào cũng tham nhũng. Chúng ta đã thấy rằng là bao nhiêu quốc gia trên thế giới này họ cũng theo đa nguyên đa đảng đấy, nhưng mà họ vẫn tham nhũng âm mờ. Điển hình là các bác thấy rằng là đứng ngay cạnh Mỹ là Brazil, ngay cạnh Mỹ là Mexico, nhưng mà vẫn tham nhũng âm mờ nhé. Nó đâu có cái ấy đâu. Với tham nhũng mầm nó đây. Đứng còn thấp hơn cả Việt Nam. Tham nhũng còn nhiều hơn cả Việt Nam. Mà nước đó cũng đa nguyên đa đảng chứ đâu có phải rằng là một đảng như chúng ta. Đúng không? Thế chúng ta thấy rằng là có nước ấy, nó là một chế độ mà theo cái kiểu rằng là phong kiến. Nhưng nước nó chả tham nhũng.
Cụ thể là Nepal. Cụ thể là Nepal. Chiếm vị trí rất cao, nó có tham nhũng nhưng nó không nhiều. Cho nên ấy, cái đạo đức là cái quan trọng. Cái hỏng nhất của chúng ta là cái suy thoái đạo đức. Và cái này là trên kênh Nha Trang TV nói rất nhiều. Bây giờ người nhà của bác Hùng Đỗ Đạt tham nhũng thì bác có xấu hổ không? Bây giờ nhà bác có một ông là chủ tịch hoặc là phó chủ tịch hoặc là bí thư. Ông bị bắt về tham nhũng thì bác có xấu hổ không? Tôi cho rằng đa phần những người cùng cùng thân quen là không xấu hổ. Thậm chí là khi đi giải thích người ta nói rằng là đấy, người nhà mày tham nhũng đấy. Thế nhưng quay sang giải thích rằng là ừ thì thôi người ta đấu đá nhau, người ta nói thế kia đen thì phải chịu. Hoặc là làm câu rằng là lên chức vụ đó thì ai chả bị thế. Lên chức vụ đó thì thằng nào nó chả tham nhũng, kiểu kiểu vậy. Giải thích cho mọi người như kiểu thế. Rồi rằng là không ít thì nhiều. Không ít thì nhiều. Kiểu đấy. Cho nên cái đạo đức ấy, đáng nhẽ là người thấy người nhà mình tham nhũng là mình phải có liêm sỉ, có tự trọng, là phải xấu hổ. Đúng không? Ukraine tham nhũng Việt Nam nhiều, gấp đôi. Việt Nam thì đứng thứ tám mấy, bảy mấy. Còn Ukraine nó tham nhũng hơn mình cực kỳ nhiều. Thì đưa bác, các bác tự so sánh được hết mà. Đâu có phải là cứ chuyển sang thứ đó là kiểu đó, là có cơ chế kiểu đó rằng là đúng không? Thế nên cái đạo đức nó quan trọng lắm. Câu bác Trọng nói câu rất hay là câu như này: pháp lý nhưng phải có cả đạo lý, pháp trị nhưng phải có đức trị. Có những cái việc nó không cấm anh về đó, không cấm anh làm, pháp luật không cấm anh làm, nhưng đạo đức đạo lý dân tộc không cho phép anh làm đó. Đấy, không đủ đặng đấy, người ta mang tiền về người ta cho tí đồng đấy và xong. Cũng giống như rằng là nhiều người bảo rằng là bà Lan Vạn Thịnh Phát này là làm trong dịp Covid làm tiền, nghĩa là làm ủng hộ được tận 25 triệu đô la để mua vaccine, kiểu kiểu thế. Rồi bà làm hỗ trợ rất nhiều, vân vân và mây mây. Thế tôi chỉ xin chia sẻ với các bác một cái điều thế này đó, xin thưa các bác một cái điều thế này là ôi mình nói ra lại sợ phạm húy. Đó. Nói ra lại sợ phạm húy. Đúng. Nhưng mà cái này chúng ta phải có cả pháp lý, có cả đạo lý nữa. Khi có đạo lý rồi thì người ta không cần phải trừng phạt. Giống như Nhật, các bác thấy không? Nhiều khi chúng ta thấy chúng ta rất xấu hổ sang Nhật Bản. Đó. Nhật Bản nó cũng về cơ bản thì nó vẫn là một đảng. Về cơ bản thì Nhật Bản cũng là một đảng thôi. Thế nhưng mà các bác sang đấy các bác sẽ thấy rằng là cái đạo lý, cái tự trọng của người Nhật nó lớn. Người ta bán rau ngoài chợ, nghĩa là bán rau, nông dân bán rau, người ta cứ xếp thành từng mớ một, thành từng cái rổ một, ai lấy hoặc lấy đồ gì đấy thì bỏ tiền vào một cái lọ, chả ai giám sát, ai đi qua thì cứ cầm lên, sau đó là bỏ tiền vào đấy, thế là xong. Cuối ngày họ đi làm về xong họ lại vừa bán được cái thứ nữa họ cất vào trong nhà. À, các siêu thị của Nhật thì ngày trước là gần như là không có camera giám sát. Thế rồi mấy ông Việt Nam sang á là bắt đầu thấy hớ hênh thế thì bắt đầu mới vào cái siêu thị, bắt đầu đi ăn trộm ăn cắp. Ăn trộm ăn cắp. Nhưng người Nhật họ có đâu có thế đâu. Đâu có thế đâu. Các bạn tưởng tượng đấy. Đâu có cần phải luật đâu. Mãi sau này bắt đầu là thấy thế, người ta bắt đầu đi xử lý, police người ta mới đi xử lý. Cho nên cái dở nhất là khi đã tạo ra những cái nguyên tắc, những cái tiền lệ xấu thì tự dưng là xin thưa các bác rằng là nó thành ra bị suy thoái. Ngày xưa các cụ nhà mình bao nhiêu năm làm lãnh đạo đều là từ lúc trẻ cho tới tận lúc già đều có con lớn, nhưng mà con của các cụ vẫn cho đi đi bộ đội, vẫn hy sinh bình thường. Hy sinh bình thường.
có thể cho con đi học nọ kia. Thế nhưng mà để mà thăng tiến ở trong cái thời lúc mà bố làm lãnh đạo thì nó rất hiếm và hình như là không có, là bởi vì người ta tự trọng. Bố có thể 70 tuổi thì con lúc đấy được 40 tuổi rồi thì hoàn toàn có thể cho nó chức thứ trưởng được, nhưng mà không không làm thế, là bởi vì họ tự trọng. Nhưng sau này chúng ta thấy rằng là bây giờ mà bố đang làm ủy viên Bộ Chính trị và con của mình lại cho vào ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương, thế thì xin thưa với các bác rằng là hỏng. Từ một cái tiền lệ đó nó sẽ đẻ ra các tiền lệ khác nhau, rồi là nhà nhà người người là cố gắng là đưa con cái của mình lên vào những cái vị trí thơm, gọi là vị trí thơm với mùi tiền của đô la, thì chúng ta mới thấy rằng là các trường hợp thăng tiến thần tốc là vì như thế. Đưa con mình lên vị trí này, đưa con lên vị trí kia, tranh thủ lúc bố của mày còn đang làm lãnh đạo thì bố còn hỗ trợ mày, kiểu kiểu đấy. Các cụ ngày xưa đâu thế, nhưng bởi vì là họ nhìn nhau, họ bảo là cái ông to hơn trên kia ông cũng làm như thế thì cái ông ở dưới ông cũng làm như vậy. Cho nên bác Trọng mới nói một cái câu rằng là phải có trách nhiệm nêu gương, là vì như thế. Ông là người lãnh đạo, ông là người đứng đầu thì ông phải nêu gương. Thế bây giờ một ông lãnh đạo, ông suốt ngày ông chỉ đi gọi là đi xe xịn hút xì gà xa, một tuần thì đi đánh góp khoảng 4 ngày, chỉ làm việc khoảng 3 ngày thôi, thế thì làm sao vào được nhân viên? Và ông hút xì gà loại xịn 4 triệu một điếu thì tôi hút loại xì gà 500 nghìn một điếu. Ông trốn cơ quan, ông đi đánh gôn thì đây tôi cũng bỏ công việc sang một bên, tôi đi cà phê đó, cà phê. Vâng, có chứng nghĩa mai là khả năng người ta bảo thấp nhất là phó giám đốc sở đấy, là bởi vì cả cái khu đấy là có mỗi tôi với chị tôi học giỏi nhất, cho nên là rất nhiều bác ở đấy là quý. Nó cũng gọi là phố nhà quan, bởi vì là ngày xưa cả cái phố đấy, cái nhà xấu nhất của nhà ông Vịnh ấy, mà lúc mà đưa lên ấy, là cả cái phố đấy người ta phân cho năm 92, 93, nên là tập trung tại đó. Thế nhưng mà cơ bản thì bạn thấy rằng là nhiều người lại cầm phong bì là cảm thấy rất là ngại. Thế nhưng mà nhiều người cầm phong bì để cảm thấy rằng rất là thú vị, không cầm không được, nó không đưa mình phải đòi đó. Cho nên là tại sao anh nêu gương, là vì như thế. Anh là lãnh đạo thì anh phải nêu gương, anh đứng đầu ngành anh phải nêu gương, anh đứng đầu một cái cơ quan, một tổ chức, của địa phương là anh phải nêu gương. Anh không nêu gương ai nhìn được, lính nó nhìn như nó bảo ông ra cái quái thì mà tôi lại phải làm theo, đúng không? Cho nên đấy là cái mà chúng ta vừa phải đi cả cái cơ chế, vừa phải đi vào cái cơ chế, vừa phải đi vào cái nó gọi là tức là về mặt pháp chế là chúng ta phải quy định các chế tài rõ ràng để mà họ không thể làm sai. Nhưng bên cạnh đó là chúng ta cũng phải cả về phần đức nữa. Đức thì xây lâu dài nhưng mà nó sẽ bền vững. Còn trước mắt là chúng ta vẫn phải tập trung vào đốt lò, tập trung vào cái xây dựng cơ chế để làm sao mà nó không thể tham nhũng, nó không thể là thao túng được. Thì đấy là cái mà chúng ta đang cố gắng để chúng ta làm. Xin thưa với các bạn như thế. Đấy, bác Hùng Đỗ Đạt có câu rất hay ấy, nó mang tiền về xây dựng quê hương, nhà thờ to, oai chứ xấu hổ. Thì nó cũng cho thấy rằng là tôi đã nói rằng cái việc suy thoái đạo đức này nó không chỉ là ở cán bộ đảng viên mà nó cả ở xã hội nữa. Tức là nó có một phần trong nhân dân nữa. Thế là ông nào cũng chỉ thích về xây dựng, ông mình là lãnh đạo là về xây dựng quê hương mình. Quê hương mình. Thì không, ông ví dụ là ông cùng quê, ông là quê, tôi lấy ví dụ như là quê Nghệ An chẳng hạn, ông về xây dựng Nghệ An không thôi. Thì ông lại không xây dựng ở Vĩnh Long à? Thế người Vĩnh Long có phải là con dân Việt Nam không? Thì là con dân Việt Nam chứ còn cái gì nữa. Ông phải thấy rằng chỗ nào xây dựng thì nó tạo ra một cái sức mạnh tổng thể lớn nhất, một cái lợi lớn nhất cho quốc gia thì ông mới xây dựng. Chứ không phải ông xây dựng ở đây là bởi vì đơn giản nó chỉ là quê của ông. Đúng không? Nhưng mà dân mình thì đa phần là vẫn có cái cục bộ địa phương thế. Cục bộ địa phương thế. Tại sao tôi suốt ngày tôi bảo là Yên Bái cũng là quê của tôi vì tôi đẻ ra tại đó.
Lào Cai cũng là quê của tôi là bởi vì là tôi lớn lên ở đó. Ở Vĩnh Phúc thì là quê của tôi là bởi vì nguyên quán tôi ở đó. Phú Thọ là quê của tôi là bởi vì rằng là gọi rằng là nhà ngoại tôi ở đó. Đấy, mẹ đẻ tôi đẻ ở đó. Toàn nơi nghèo cả. Mình cứ đi đến đâu là mình gọi đó là quê. Thậm chí rằng tôi gọi rằng là tôi đến Hà Giang, tôi thấy cảnh đẹp ở đó, tôi rất thích sống ở đó. Tôi cũng mong muốn rằng là sau này mình sẽ ở cất một cái nhà nhỏ trên Hà Giang để tôi ở. Thì tôi cũng coi Hà Giang là cái quê của mình. Hoặc là có thể là tôi sẽ về cái chỗ Măng Đen để tôi ở đó. Khí hậu nó đơn giản, hài hòa. Thì con người ở đó rất là cơ bản, toàn đồng bào cả. Thì tất cả mình cũng là quê hương ở đó. Tức là người Việt Nam của chúng ta thì phải hiểu anh đó là lãnh đạo, anh phải đứng ở trên tầm diện quốc gia. Không thể nào anh đứng ở trên cục diện địa phương để anh nói chuyện được. Nhưng mà đa phần người mình rằng là ông có thể xấu với người khác nhưng không được xấu với quê hương. Thế nên mới sinh ra cái cục bộ địa phương, nó sinh ra cái lợi ích nhóm, sinh ra cái việc mà nâng đỡ nhau lên. Và nhiều khi ở cái địa phương, chúng ta gọi là địa phương chủ nghĩa. Và cái này Bác Hồ ngày xưa cũng đã chỉ rất rõ, cái địa phương chủ nghĩa là một trong những thói hư tật xấu cần phải tiêu diệt. Thời Bác Hồ Bác có đâu có phải là cũng cứ ai là người Nghệ An là Bác đưa lên đâu. Có đúng không? Thời Bác Giáp đâu có phải là ai cứ ai là người Quảng Bình Bác đưa lên đâu. Đấy là cái địa phương chủ nghĩa. Và thật sự chúng ta phải đấu tranh với cả cái thói hư tật xấu này. Chúng ta phải biết yêu. Chúng ta là người người Kinh, là dân tộc chính. Nhưng mà chúng ta vẫn phải yêu, yêu gì ạ? Yêu cả người Mường, yêu cả người Mông. Yêu cả người Ê Đê, Gia Lai. Chúng ta yêu cả bà con ở trong miền Tây. Bởi vì họ đều là con dân của người Việt hết. Thì có lý do gì chúng ta không yêu? Có đúng không ạ? Cho nên ý, tất cả thứ đó là chúng ta, khi mà chúng ta đã là một lãnh đạo quốc gia, và chúng ta phải có cái nhìn như thế. Chứ không thể nhìn đến cái góc độ địa phương được. Nhưng mà cái suy thoái đạo đức nó cứ hình thành đến cái như Bác Hồ Đỗ Đạt nói, cứ nhà thờ to là oai, nhà thờ to nhưng mà bên trong nó không có văn hóa, bên trong nó không có cốt cách, bên trong nó không có đạo đức. Người ta đi khoe với nhau là dòng tộc nhà mình có cái gì, là có người chức to à, hay là có người đã hỗ trợ nhà nước, có hỗ trợ nhân dân Việt Nam thế này. Người ta khoe cái cột của cái nhà thờ tổ này là bao nhiêu tỷ, bao nhiêu tỷ, hay rằng là người ta khoe rằng là những cái giá trị văn hóa nhân văn được truyền đời từ chỗ này sang chỗ khác, đời này sang đời khác, trở thành cái cốt cách dòng họ để họ tự hào, đúng không? Cho nên khi mà chúng ta nhìn thấy câu chuyện đó thì chúng ta sẽ thấy được nhiều vấn đề. Còn nếu mà chúng ta không có đức trị trong cái vấn đề nhìn người nữa, như đợt này để lọt vào đó. Bởi vì một mình Bác Trọng đâu có phải nhìn hết được. Bác đâu có thời gian Bác phỏng vấn và đang nói chuyện với hàng nghìn người, hàng chục nghìn người đâu. Vẫn phải thông qua công tác sàng lọc. Các bác nào đi quản trị rồi các bác sẽ thấy là sẽ phải thông qua công tác sàng lọc. Sàng lọc hồ sơ ấy. Đó. Sàng lọc hồ sơ ấy. Và đó là thực tế diễn ra. Đúng không? Thế tôi biết làm sao tôi đọc hết được. Ví dụ ngày xưa mình đi tuyển dụng. Trong cái bộ phận của mình cần tuyển 6 người. Thì có phải rằng là mình tự dưng là mình nhặt 6 người ở đâu về đâu, mình có biết đâu. Mà lúc này là xin thưa với các bác rằng là mình phải yêu cầu với nhân sự là đi lọc những cái hồ sơ theo tiêu chuẩn thế này. Những bạn ở trong độ tuổi này, giới tính này, có hiểu biết về cái vấn đề này. Đó. Mức lương tạm thời sẽ là như thế này để làm cái basis lương. Cụ thể từ mức này đến mức này. Họ đi sàng lọc. Người này có cần kinh nghiệm không? Có cần chứ gì? Vị trí này không cần kinh nghiệm gì, ok, tuyển sinh viên mới ra trường. Tất cả thứ đó là nó đều phải có cái tiêu chuẩn. Đó. Tiêu chuẩn. Cho nên khi mình lọc xong rồi bắt đầu là mình mới thông qua bước 2, bước 3 bắt đầu đến cuối cùng mình mới đi phỏng vấn. Rồi mình mới đi chốt. Chứ đâu phải là mình tự dưng mình làm được như thế. Cho nên cái tiêu chuẩn của cái người chọn là cái ông, nhưng mà cái bà nhân sự bà không biết nhìn người. Bà không biết sàng lọc. Không biết phỏng vấn lần một lần hai thì xin thưa rằng là đến lúc chúng ta là toàn người tệ cả.
Nhưng mà deadline đến nơi rồi mà mình biết nó tệ nhưng mà thôi tặc lưỡi phải nhận thôi, vì không có được có người làm. Anh Trăm và anh Bảy đi cố định làm đấy, xin đưa vào chủ nghĩa mai, cái vụ này đang hot. Nhưng mà thôi để lúc khác, bởi vì là mấy phút nữa là tôi lại phải đi rồi, tí nữa là có người đến đón đi nhậu. Cho nên là các bác thông cảm, để tranh thủ về nhà sớm thì ngồi với các bác một tí đó. Đúng rồi, báo chủ nghĩa mai mình đã hơn rất nhiều cái thời kỳ 10 năm, và thực tế đến bây giờ đi ra ngoài đường, đi vào trong văn phòng ủy ban phường xã và xin thưa các bác rằng là nó không mạnh mẽ như ngày xưa nữa. Ngày xưa xin thưa các bác mà không kẹp từ 10.000, 20.000, 50.000 vào nhá, còn lâu mới trôi. Nhưng bây giờ thì xin thưa các bác rằng là ra lấy cái sơ yếu lý lịch vân vân, tất cả mọi thứ không may hoạch hoại cái gì. À, nó có cái hay thế này nữa này, ví dụ cái sân ủy ban của chúng tôi á, là cái phường Trung Văn á, nó cũng ngay gần cái trường tiểu học, thì mỗi lần đi đón con là bị tắc đường. Thế khi nào tắc quá thì bác bảo vệ bác đi ra, bác bảo rằng là bác cứ hô hả bác, một là bác ấy phân làn xe, hai là bác ấy ra bác ấy bảo để xe ở đây, để xe ở đây không sợ mất đâu, bác trông cho, con cứ vào con đón, các cháu cứ vào để mà đón con cái đi, để xe ở trong này không sao cả đó. Thế rồi thì nhỏ mình đánh con xe vào đấy nó cũng hơi hơi nặng, thế là nó hơi cồng kềnh, thế là mình bên đường nó bé mà, thì bác bảo vòng hẳn vào trong ủy ban, vòng hẳn trong ủy ban không sợ. Nói chung tức là bây giờ nó dễ hơn, ngày xưa xin thưa rằng còn lâu rồi, tất cả mọi thứ nó cũng ổn hơn nhiều rồi, nó không không có kiểu tất nhiên không phải tất cả 100%, nhưng về cơ bản thì những cái với người dân là cũng dễ hơn. Bác chủ nghĩa mai là có thay đổi về chính sách với Việt Nam không? Thì xin thưa bác chủ nghĩa mai rằng là chắc chắn không có sự thay đổi. Có chăng á, là chúng ta phải nhìn một cái điều thế này, tức là khi mà kể cả Biden hay rằng là Trump lên thì nó sẽ có cái chính sách đối với cả quốc tế, với Việt Nam nó sẽ không thay đổi và nó sẽ luôn tiếp tục. Và cảm ơn bác Bửng Nguyễn, bác Lan Nguyễn nha. Thì để chia sẻ các bạn một chút nữa, tức là à, vâng, bác biết sai đúng không ạ, với Đức Chung à, NDC tự không biết luôn. Nhưng mà cơ bản thì là như vậy, để người ta lấy lòng được người ở quê thì về sau thì họ ở quê mà. Nhưng mà đáng nhẽ chúng ta mà xây dựng được cái văn hóa đạo đức tốt ấy, thì về quê ấy, mà ông bị bắt giam bị thế này à, là ông phải đi sám hối, là ông phải bị loại ra khỏi cái dòng tộc, thì lúc đó chúng ta mới thấy rằng là họ không có cái cửa để về. Đúng không? Cho nên là ở đây nói chuyện một chút nữa để lúc nào chúng ta phân tích kỹ hơn nha bác Trung Nghĩa Mai. Nhưng mà về cơ bản thì đối với chính sách trên thế giới á, bao gồm có chính sách với Trung Đông, chính sách với Ukraine và đặc biệt là chính sách với Trung Quốc, thì Biden lên hay rằng là Donald Trump lên thì đều có những cái chính sách khác nhau về các quốc gia đó. Nhưng mà chính vì các chính sách khác nhau với các quốc gia đó thì mình cũng phải dự kiến được những cái chính sách đó. Và hiện nay thì tôi nghĩ rằng là các bên nghiên cứu của mình, tức là các bên viện nghiên cứu chiến lược, thì cũng đang dựng lên rất nhiều những cái kịch bản là có thể làm gì. Thì từ đó thì chúng ta thấy rằng là à, nếu như nó sử dụng một cái phương án, là nếu như chính sách của nó là A như thế này, thì chúng ta sẽ dùng cái, nghĩa là chỉ chúng ta sẽ nghiên cứu để chúng ta sẽ ứng xử theo cách A1. Nếu nó dùng cái chính sách B thì chúng ta sẽ có cái ứng xử tương ứng, để mà chúng ta phải luôn luôn chúng ta đi đúng cái con đường của chúng ta là ngoại giao cây tre, tức là đứng giữa cái trung điểm không thiên lệch. Thì tất cả những cái thứ đó là chúng ta đều phải nghiên cứu từ trước, chứ nó không phải tự nhiên nó diễn ra, tức là người ta phải viết ra nhiều kịch bản khác nhau và kịch bản nó phải sát, nó phải sát, chứ không phải là như mấy kênh là cứ đi bảo ông nọ đánh ông kia hô hào đâu. Làm như thế thì rất dễ có view, thích chửi nhau hào đánh nhau mà. Nhưng mà người nghiên cứu cụ thể, người ta sẽ phải nghiên cứu rằng là à, Mỹ có khả năng lên, ví dụ ông Donald Trump lên làm tổng thống, thì ví dụ như là ông ấy có thật sự là ông ấy rút tiền ra khỏi là Ukraine hay không, đó rút tiền ra khỏi Ukraine hay không, đúng không? Ông ấy có thể là rút tiền ra khỏi Ukraine, nhưng mà chắc chắn vì ông coi đấy là cái việc mà đốt tiền,
Với lại là cái việc mà Thụy Điển với cả một số Phần Lan vân vân là các nước đã từ trung lập và trở thành theo phe mình rồi thì mình kệ, còn Ukraine thì buông, kệ cho Nga muốn làm gì thì làm. Nhưng ông lại sẽ tập trung vào bên phía của Trung Đông, ngoài nổi Trung Đông, và sẽ có một cái hành động thiên lệch hết mức có thể đối với cả là ở Israel. Khi mà thiên lệch hết mức có thể với Israel thì đương nhiên là ông sẽ bem Iran, và có thể rằng là khi bem Iran thì Iran lại quay sang lại bem trả, bên trả nhau, và từ đó là cái ngòi nổ Trung Đông là nó sẽ thành cái ngòi nổ chính chứ không phải là trở thành cái ngòi nổ phụ là Ukraine nữa. Bây giờ là Mỹ đang cân bằng giữa hai cái để mà duy trì một bên là Trung Đông với hỗ trợ Israel với cả hỗ trợ Ukraine, nhưng mà không thể nào mà có đủ lực để mà làm được đó cả, thì bây giờ nó chuyển một phát sang Trung Đông chẳng hạn, thì lúc đó chúng ta ứng xử kiểu gì? Đấy, đấy chúng ta ứng xử kiểu gì thì mới là cái câu hỏi. Cho nên kênh Trang Trang TV đối với ứng xử quốc tế là bao giờ là mình cũng phân tích vào cái phần sau là mình ứng xử kiểu gì đấy, chứ không phải là mình bắt đầu là mình theo phe, là mình cứ thế là mình theo phe Nga thì mình cứ đập Uka đúng không? Và theo phe Uka là cứ thế là chửi Putin, không có chuyện đó, không có chuyện đó. Kênh Trang Trang TV không bao giờ làm việc này. Còn cái việc mà ai trúng cử thì cũng thế thôi. Mình cũng không phải là người dân Mỹ để mình biết được rằng là chính xác hay không chính xác. Còn chúng ta tập trung việc của mình là chính. Và cảm ơn các bác nha. Tôi bây giờ tôi phải dừng đây. Chúc các bác một ngày tốt lành. Không biết rằng là tối nay, chiều nay thứ sáu lại có cái tin tức gì hay không, nhưng mà chắc là chả có tin gì đâu. Đó, theo cái độ tôi không độ nữa đâu bác Minh Toán. Nhìn thấy các bác nhìn thấy tấm gương của ấy chưa, nhìn thấy tấm gương của ấy chưa, của anh Tuấn Phò Mã chưa. Nhưng mà thôi thì trả lời bác thế này, thì cơ bản thì sẽ là Donald Trump thôi, là bởi vì là người ta cũng chán, quá chán. Trước đây á, các bác tưởng tượng là như này, tôi nói thêm một chút nữa, mấy phút nữa thôi, là trước đây người ta bỏ phiếu cho ông Biden thì một phần lớn là bởi vì người ta ghét ông Trump đó. Nó giống như kiểu rằng là chúng ta ngày xưa chúng ta lấy vợ là bởi vì là người yêu bị người yêu cũ nó bỏ, nên là chúng ta cứ vội vàng chúng ta lấy vợ lấy chồng mới trong sớm để cho nó ghét, để cho cái người yêu cũ mình nó ghét đó. Không còn mày ta còn đầy đứa, kiểu kiểu đấy. Thì một phần là người ta ghét Donald Trump thì người ta bỏ cho Biden, bỏ cho Biden. Còn bây giờ thì sau một cái nhiệm kỳ của Biden thì rõ ràng là cái vấn đề nó cũng tương đối khác. Người ta cũng không thể quy tội cho ông Trump trong cái việc mà Covid-19 nữa. Cho nên là khả năng là Trump thôi. Xin được các bác là như vậy. Cảm ơn tất cả các bác nhé. Chúc các bác một là